Này thiện hiện, bốn niệm trụ chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa bốn niệm trụ riêng có pháp giới. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo riêng có pháp giới. Bốn niệm trụ tức là pháp giới tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo tức là pháp giới tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, pháp môn giải thoát không chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa pháp môn giải thoát không trên có pháp giới. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện riêng có pháp giới. Pháp môn giải thoát không tức là pháp giới tức là pháp môn giải thoát không. Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện tức là pháp giới tức là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, pháp không nội chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa pháp không nội riêng có pháp giới. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh riêng có pháp giới. Pháp không nội tức là pháp giới tức là pháp không nội, pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh tức là pháp giới tức là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, thánh đế khổ chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa thánh đế khổ riêng có pháp giới. Thánh đế tập diệt đạo chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa thánh đế tập diệt đạo riêng có pháp giới. Thánh đế khổ tức là pháp giới tức là thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo tức là pháp giới tức là thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, tám giải thoát chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa tám giải thoát riêng có pháp giới. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ riêng có pháp giới. Tám giải thoát tức là pháp giới tức là tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ tức là pháp giới tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Này thiện hiện, tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa tất cả pháp môn Đà La Ni riêng có pháp giới. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa riêng có pháp giới. Tất cả pháp môn Đà La Ni tức là pháp giới, tức là tất cả pháp môn Đà La Ni. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa tức là pháp giới tức là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện, bậc cực hỷ chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa bậc cực hỷ riêng có pháp giới. Bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân riêng có pháp giới. Bậc cực hỷ tức là pháp giới tức là bậc cực hỷ. Bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân tức là pháp giới tức là bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Này thiện hiện, năm lại mắt chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa năm lại mắt riêng có pháp giới. Sáu phép thần thông chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa sáu phép thần thông riêng có pháp giới. Năm lại mắt tức là pháp giới tức là năm lại mắt. Sáu phép thần thông tức là pháp giới tức là sáu phép thần thông. Này thiện hiện, 10 lực Phật chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa 10 lực Phật riêng có pháp giới. 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng riêng có pháp giới. 10 lực Phật tức là pháp giới tức là 10 lực Phật. 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng tức là pháp giới tức là 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, đại từ chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa đại từ riêng có pháp giới. Đại bi, đại hỷ, đại xả chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa đại bi, đại hỷ, đại xả riêng có pháp giới. Đại từ tức là pháp giới tức là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả tức là pháp giới tức là đại bi, đại hỷ, đại xả. Này thiện hiện, pháp không quên mất, chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa pháp không quên mất, riêng có pháp giới. Tánh luôn luôn xả, chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa tánh luôn luôn xả, riêng có pháp giới. Pháp không quên mất tức là pháp giới, pháp giới tức là pháp không quên mất. Tánh luôn luôn xả tức là pháp giới, pháp giới tức là tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, trí nhất thiết, chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa trí nhất thiết, riêng có pháp giới. Trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, riêng có pháp giới. Trí nhất thiết tức là pháp giới tức là trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, tức là pháp giới. Pháp giới tức là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, 32 tướng đại sĩ chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa 32 tướng đại sĩ riêng có pháp giới. 80 vẻ đẹp phụ thuộc chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa 80 vẻ đẹp phụ thuộc riêng có pháp giới. 32 tướng đại sĩ tức là pháp giới tức là 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc tức là pháp giới tức là 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Này thiện hiện, quả dự lưu chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa quả dự lưu riêng có pháp giới. Quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác riêng có pháp giới. Quả dự lưu tức là pháp giới tức là quả dự lưu, quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác tức là pháp giới tức là quả nhất lai bất hoàn a la hán, quả vị độc giác. Này thiện hiện, tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát riêng có pháp giới. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật riêng có pháp giới. Tất cả hạnh đại Bồ Tát tức là pháp giới tức là tất cả hạnh đại Bồ Tát. Quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tức là pháp giới tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện, pháp thế gian chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa pháp thế gian riêng có pháp giới. Pháp xuất thế gian chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa pháp xuất thế gian riêng có pháp giới. Pháp thế gian tức là pháp giới, pháp giới tức là pháp thế gian, pháp xuất thế gian tức là pháp giới, pháp giới tức là pháp xuất thế gian. Này thiện hiện, pháp hữu lậu chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa pháp hữu lậu riêng có pháp giới. Pháp vô lậu chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa pháp vô lậu riêng có pháp giới. Pháp hữu lậu tức là pháp giới, pháp giới tức là pháp hữu lậu, pháp vô lậu tức là pháp giới tức là pháp vô lậu. Này thiện hiện, pháp hữu vi chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa pháp hữu vi riêng có pháp giới. Pháp vô vi chẳng phải pháp giới, cũng chẳng lìa pháp vô vi riêng có pháp giới. Pháp hữu vi tức là pháp giới tức là pháp hữu vi, pháp vô vi tức là pháp giới tức là pháp vô vi. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, nếu thấy có pháp nào lìa pháp giới thì chẳng phải hướng thẳng đến sở cầu là quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thì biết tất cả pháp chẳng lìa pháp giới. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa biết tất cả pháp tức là pháp giới, dùng pháp không danh tướng phương tiện thiện xảo vì các hữu tình mượn danh tướng mà nói: đây là sắc, đây là thọ tưởng hành thức, đây là nhãn xứ, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, đây là sắc xứ, đây là thanh hương vị xúc pháp xứ, đây là nhãn giới, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, đây là sắc giới, đây là thanh hương vị xúc pháp giới, đây là nhãn thức giới, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, đây là nhãn xúc, đây là nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, đây là các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, đây là các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, đây là địa giới, đây là thủy hỏa phong không thức giới, đây là nhân duyên, đây là đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, đây là các pháp từ duyên sanh ra, đây là vô minh, đây là hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là sắc pháp, đây chẳng phải sắc pháp, đây là pháp hữu kiến, đây là pháp vô kiến, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, đây là bố thí Ba La Mật Đa, đây là tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Đây là bốn tịnh lự, đây là bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đây là bốn niệm trụ, đây là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Đây là pháp môn giải thoát không, đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, đây là pháp không nội, đây là pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đây là chân như, đây là pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì. Đây là thánh đế khổ, đây là thánh đế tập diệt đạo. Đây là 8 giải thoát, đây là 8 thắng xứ, 9 tịnh thứ đệ, 10 biến xứ. Đây là tất cả pháp môn Đà La Ni, đây là tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Đây là bậc cực hỷ, đây là bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Đây là 5 loại mắt, đây là 6 phép thần thông, đây là 10 lực Phật, đây là 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Đây là đại từ, đây là đại bi, đại hỷ, đại xả, đây là pháp không quên mất, đây là tánh luôn luôn xả, đây là trí nhất thiết, đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, đây là 32 tướng đại sĩ, đây là 80 vẻ đẹp phụ thuộc, đây là quả dự lưu, đây là quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác, đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát, đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện như nhà ảo thuật hoặc đệ tử của ông ta, cầm một vật nhỏ ở trước mọi người biến thành các loại hình sắc khác nhau, đó là hoặc biến làm nam nữ lớn nhỏ, voi ngựa trâu dê, lạc đà, lừa gà, vân vân, đủ các loại cầm thú, hoặc hóa làm thành ấp tụ lạc, vườn rừng ao hồ, đủ các cảnh đẹp thật khả ái, hoặc hóa làm y phục, thức ăn uống, phòng xá, đồ nằm, hương hoa anh lạc, đủ thứ chân bảo, hoặc hóa làm vô lượng các loại kỹ nhạc, phường trèo, làm cho vô số người mừng vui hoan lạc, hoặc hóa làm đủ các loại hình tướng, khiến hành bố thí, hoặc khiến trì giới, hoặc khiến tu nhẫn, hoặc khiến tinh tấn, hoặc khiến tu định, hoặc khiến tu tuệ, hoặc lại hiện sanh dòng dõi lớn sát đế lợi, hoặc lại hiện sanh dòng dõi lớn Bà La Môn, hoặc lại hiện sanh dòng dõi lớn Trường Giả, hoặc lại hiện sanh dòng dõi lớn Cư Sĩ, hoặc lại hóa làm các núi biển lớn, núi Chúa Diệu Cao, núi Luân Vi, vân vân, hoặc lại hiện sanh chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đủ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại, hoặc lại hiện sanh trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Hội, trời Đại Phạm, hoặc lại hiện sanh trời Quang, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Cực Quang Tịnh, hoặc lại hiện sanh trời Tịnh, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, hoặc lại hiện sanh trời Quảng, trời Thiểu Quảng, trời Vô Lượng Quảng, trời Quảng Quả, hoặc lại hiện sanh trời Vô Tường, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Hiện, trời Thiện Kiến, trời Sắc Cứu Cánh, hoặc lại hiện sanh trời Không Vô Biên xứ, trời Thức Vô Biên xứ, trời Vô Sở Hữu xứ, trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng xứ, hoặc lại hiện làm dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, độc giác, hoặc lại hiện làm đại Bồ Tát, từ sơ phát tâm, tu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, tu hành 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, tu hành 4 niệm trụ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, học an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, học an trụ chân như, pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, học an trụ thánh đế khổ, tập diệt đạo, hướng nhập chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, tu hành bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, du hí 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, du hí tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, dẫn phát đủ các loại thần thông thù thắng, phóng đại quang minh chiếu các thế giới, nghiêm tịnh cõi Phật, thành thục hữu tình, tu hành các loại công đức của chư Phật, hoặc đại hóa làm Như Lai ứng chánh đẳng giác, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu, 80 vẻ đẹp phụ thuộc viên mãn trang nghiêm, thành tựu 10 lực, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, pháp không quên mất, tánh luôn vô xả, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vân vân, vô lượng vô biên công đức hy hữu chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện hiện như thế, nhà ảo thuật hoặc đệ tử của y, vì dối gạt người khác nên ở trước mọi người hóa làm các trò huyễn hóa này. Nhưng trong đám người ấy, những nam nữ lớn nhỏ vô trí, thấy việc ấy rồi đều kinh ngạc khen, tài thật, người này biết giỏi nhiều tài nghệ, có thể làm đủ các việc rất hy hữu, cho đến có thể làm thân Như Lai tướng hảo trang nghiêm đủ các công đức, khiến chúng vui mừng, tự chứng tỏ kỹ năng của mình. Nhưng trong đó có kẻ trí thấy việc này rồi nghĩ thế này: thật kỳ dị, tại sao người này có thể hiện ra sự việc ấy, trong đó không có sự thật có thể nắm bắt được, lại khiến cho mọi người mê lầm mừng vui đối với sự vật không thật, khỏi tưởng là vật có thật. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát cũng giống như thế, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tuy chẳng thấy có pháp nào lìa chân pháp giới, cũng chẳng thấy pháp giới lìa các pháp, cũng chẳng thấy có hữu tình và sự an lập của chúng thật sự có thể nắm bắt được, nhưng có thể dùng các loại phương tiện thiện xảo tự hành bố thí Ba La Mật Đa, cũng khuyên người hành bố thí Ba La Mật Đa, không khen ngợi pháp làm ngược lại bố thí Ba La Mật Đa, hoan hỉ khen ngợi người hành bố thí Ba La Mật Đa, tự hành tịnh giới Ba La Mật Đa, cũng khuyên người hành tịnh giới Ba La Mật Đa, không khen ngợi pháp làm ngược lại tịnh giới Ba La Mật Đa, hoan hỉ khen ngợi người hành tịnh giới Ba La Mật Đa, tự hành an nhẫn Ba La Mật Đa, cũng khuyên người hành an nhẫn Ba La Mật Đa, không khen ngợi pháp làm ngược lại an nhẫn Ba La Mật Đa, hoan hỉ khen ngợi người hành an nhẫn Ba La Mật Đa, tự hành tinh tấn Ba La Mật Đa, cũng khuyên người hành tinh tấn Ba La Mật Đa, không khen ngợi pháp làm ngược lại tinh tấn Ba La Mật Đa, hoan hỉ khen ngợi người hành tinh tấn Ba La Mật Đa, tự hành tịnh lự Ba La Mật Đa, cũng khuyên người hành tịnh lự Ba La Mật Đa, không khen ngợi pháp làm ngược lại tịnh lự Ba La Mật Đa, hoan hỉ khen ngợi người hành tịnh lự Ba La Mật Đa, tự hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng khuyên người hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không khen ngợi pháp làm ngược lại Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoan hỉ khen ngợi người hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tự thọ trì 10 nghiệp đạo thiện, cũng khuyên người thọ trì 10 nghiệp đạo thiện, không khen ngợi pháp ngược lại sự thọ trì 10 nghiệp đạo thiện, hoan hỉ khen ngợi người thọ trì 10 nghiệp đạo thiện, tự thọ trì 5 giới, cũng khuyên người thọ trì 5 giới, không khen ngợi pháp ngược lại sự hành trì 5 giới, hoan hỉ khen ngợi người thọ trì 5 giới, tự thọ trì 8 giới, cũng khuyên người thọ trì 8 giới, không khen ngợi pháp ngược lại sự thọ trì 8 giới, hoan hỉ khen ngợi người thọ trì 8 giới, tự thọ trì giới xuất gia, cũng khuyên người thọ trì giới xuất gia, không khen pháp ngược lại sự thọ trì giới xuất gia, hoan hỉ khen ngợi người thọ trì giới xuất gia, tự tu 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, cũng khuyên người tu 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, không khen ngợi pháp tu ngược lại với 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoan hỉ khen ngợi người tu 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, tự tu 4 niệm chủ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo, cũng khuyên người tu 4 niệm chủ cho đến 8 chi thánh đạo, không khen ngợi pháp tu ngược lại với 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, hoan hỉ khen ngợi người tu 4 niệm trụ cho đến 8 chi thánh đạo, tự tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng khuyên người tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, không khen ngợi pháp tu ngược lại với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoan hỉ khen ngợi người tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tự an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không tánh tự tánh, cũng khuyên người an trụ pháp không nội cho đến pháp không tánh tự tánh, không khen ngợi pháp ngược lại sự an trụ pháp không nội cho đến pháp không tánh tự tánh, hoan hỉ khen ngợi người an trụ pháp không nội cho đến pháp không tánh tự tánh. Tự an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng khuyên người an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Không khen ngợi pháp ngược lại sự an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Hoan hỉ khen ngợi người an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Tự an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, cũng khuyên người an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, không khen ngợi pháp ngược lại sự an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hoan hỉ khen ngợi người an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo. Tự tu 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ, cũng khuyên người tu 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ, không khen ngợi pháp tu ngược lại với 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ, hoan hỉ khen ngợi người tu 8 giải thoát cho đến 10 biến xứ. Tự tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng khuyên người tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, không khen ngợi pháp tu ngược lại với tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, hoan hỉ khen ngợi người tu tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Tự tu 10 địa Bồ Tát, cũng khuyên người tu 10 địa Bồ Tát, không khen ngợi pháp tu ngược lại với 10 địa Bồ Tát, hoan hỉ khen ngợi người tu 10 địa Bồ Tát. Tự tu 5 loại mắt, 6 phép thần thông, cũng khuyên người tu 5 loại mắt, 6 phép thần thông, không khen ngợi pháp tu ngược lại với 5 loại mắt, 6 phép thần thông, hoan hỉ khen ngợi người tu 5 loại mắt, 6 phép thần thông. Tự tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng khuyên người tu 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, không khen ngợi pháp tu ngược lại với 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoan hỉ khen ngợi người tu 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Tự viên mãn 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, cũng khuyên người viên mãn 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, không khen ngợi pháp tu ngược lại sự viên mãn 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, hoan hỉ khen ngợi người viên mãn 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Tự tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng khuyên người tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, không khen ngợi pháp tu ngược lại với pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoan hỉ khen ngợi người tu pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Tự tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng khuyên người tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không khen ngợi pháp tu ngược lại với trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoan hỉ khen ngợi người tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, nếu chân pháp giới trước giữa sau có sự sai biệt, thì Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng có thể phương tiện thiện xảo thuyết chân pháp giới, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì chân pháp giới trước giữa sau thường không sai biệt, cho nên Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có thể phương tiện thiện xảo thuyết chân pháp giới, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.